Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay, 18 tháng 10. Giai đoạn 2021-2023, kinh tế Thanh Hóa tăng trưởng khá. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển. Nối dài yêu thương từ đam mê nhiếp ảnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, gần 3 năm qua, mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, lạm phát kinh tế, song dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, kinh tế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 9,69%, đứng thứ 5 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Một trong những kết quả nổi bật Thanh Hóa đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 là công nghiệp xây dựng có tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2023 ước đạt trên 13,6% mỗi năm, cao hơn mục tiêu nghị quyết. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân ước đạt trên 15%, là động lực rất quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Có 20 trong số 25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng năm 2023 tăng so với năm 2020. Trong đó, nhóm các sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo chủ lực phát triển ổn định, đóng vai trò chủ chốt trong tăng trưởng của ngành. Một số sản phẩm công nghiệp có sản lượng trong nhóm đầu của cả nước như lọc hóa dầu, xi măng, thép. Trong giai đoạn này, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đưa vào hoạt động một số cơ sở công nghiệp mới và triển khai đầu tư một số dự án công nghiệp lớn. Rất cảm ơn cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn đã giúp đỡ chủ đầu tư thuận lợi tổ chức thi công dự án. Giai đoạn đầu tiên chúng tôi đang đầu tư nhà xưởng số 1, số 2, tuyển dụng khoảng 500 công nhân với số lượng đạt khoảng 150 triệu đô la Mỹ cho mỗi năm. Bên cạnh, khu vực công nghiệp đóng góp tới 4,73 điểm phần trăm trong 9,69% tăng trưởng chung của tỉnh, khu vực dịch vụ cũng có mức tăng trưởng khá. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ giai đoạn 2021-2023 tăng bình quân 13,5% một năm. Riêng năm 2023 tăng gấp 1,46 lần năm 2020 và đứng thứ 7 cả nước về quy mô thị trường. Đáng chú ý, khu nông lâm nghiệp thủy sản có bước phát triển nhanh, đóng vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tư duy sản xuất nông nghiệp đang từng bước chuyển đổi sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Đã hình thành các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao, có quy mô lớn, có giá trị gia tăng và gắn với thị trường. Với cái việc hình thành các cái chuỗi liên kết trong sản xuất như chuỗi lúa gạo, rau củ quả, lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi đang phát huy rất tốt và ổn định được cái sản lượng cũng như là cái đầu ra cho nông sản. Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng 3 năm qua, kinh tế tỉnh Thanh Hóa vẫn ổn định và có bước phát triển khá toàn diện, thể hiện qua 3 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 9,69%, đứng thứ 5 cả nước sau Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hậu Giang. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 410.000 tỷ đồng, gấp 1,25 lần giai đoạn 2016-2018. Đây là nguồn lực rất quan trọng để tỉnh phát triển trong ngắn hạn và cả trong dài hạn. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân 3 năm đạt 11,3%, cao hơn mục tiêu nghị quyết. Riêng năm 2022 đạt trên 51.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 9 cả nước, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh có thêm nguồn lực đầu tư phát triển. Các động lực tăng trưởng có nhiều chuyển biến tích cực theo chiều sâu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chất lượng, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế môi trường đầu tư của tỉnh. Xuất khẩu tiếp tục tăng khá và thương mại nội địa tăng trưởng ổn định cũng là những yếu tố góp phần tạo nên tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2023. Để đạt được cái tốc độ chung của cái giai đoạn là 11%, thì chúng ta cần phải tập trung vào nhiều các cái giải pháp. Nhưng mà theo chúng tôi thì tập trung vào 3 cái nhóm giải pháp chính. Thứ nhất là giải pháp về thị trường. Thứ hai là chúng ta phải tiếp tục đầu tư xây dựng cái kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Thứ ba là chúng ta phải tiếp tục huy động thêm cái nguồn lực từ cái vốn đầu tư
và tập trung cải cách thủ tục hành chính để chúng ta thu hút các cái doanh nghiệp, các cái vốn đầu tư trực tiếp, mà chủ yếu là cái doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2023 sẽ là đòn bẩy tạo đà để Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ, trên cơ sở nhìn nhận rõ những khó khăn và thuận lợi, cơ hội và thách thức, đánh giá đúng những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp cơ sở chế biến tre luồng trên địa bàn tỉnh lâm vào khó khăn do thiếu nguyên liệu sản xuất. Bên cạnh nguyên nhân do thời tiết và mùa vụ thì những bất cập trong quy hoạch vùng nguyên liệu và mối liên kết lỏng lẻo giữa người trồng nguyên liệu với nhà máy chế biến cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Mỗi tháng, công ty trách nhiệm hạn Tân Thái Thành, xã Ban Công, huyện Bá Thước cần có khoảng từ 350 đến 400 tấn luồng để sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thời điểm này, lượng nguyên liệu mà công ty có thể thu mua chỉ đáp ứng được khoảng 60% nguyên liệu cho hoạt động chế biến của nhà máy. Không chỉ vậy, gần đây, một số hộ trồng luồng đã nâng giá bán so với trước đây. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của nhà máy. Hai tháng vừa rồi thì cái lượng mưa nó cũng lớn và mọi cái nó cũng ấy, nên là bà con về cái nguyên liệu luồng thì là bà con cũng không đi chặt nhiều, và thứ hai nữa là vào mùa gặt, cho nên nguyên liệu thì cũng thiếu rất là nhiều. Đơn vị phải huy động các cái nguồn nguyên liệu như các nơi khác, ví dụ như Quan Sơn hoặc là ví dụ như trên Quan Hóa xuống để đảm bảo duy trì sản xuất, dẫn đến các cái giá cước và giá thành lên cao, cho nên là đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm cơ sở chế biến lâm sản, trong đó có trên 20 doanh nghiệp chế biến lâm sản từ tre luồng để sản xuất giấy, bột giấy và vàng mã. Thanh Hóa là tỉnh có vùng nguyên liệu dồi dào với hơn 70.000 ha tre luồng tại các huyện miền núi. Nếu trong điều kiện bình thường, các cơ sở chế biến lâm sản cũng chỉ tiêu thụ được khoảng 70% sản lượng khai thác của vùng nguyên liệu. Theo đại diện các doanh nghiệp chế biến lâm sản và chính quyền địa phương cho biết, thời gian gần đây do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc khai thác luồng của người dân. Thêm vào đó, nhiều diện tích tre, luồng, vầu đang bước vào thời kỳ sinh măng nên phải hạn chế khai thác. Đáng chú ý là tình trạng tranh mua, tranh bán nguyên liệu tre luồng đang diễn ra khá phức tạp. Nhiều hộ dân mặc dù đã ký kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp nhưng vẫn tự ý bán cho cơ sở khác khi được trả giá cao hơn. Điều này khiến cho tình trạng thiếu nguyên liệu càng trở nên trầm trọng hơn. Một số doanh nghiệp không đủ nguyên liệu đã phải cắt giảm công suất, duy trì sản xuất cầm chừng. Do cái vào cái thời điểm mùa mưa, thứ hai là mùa măng, do vậy bà con khai thác ít, đấy chứ không đủ để mà đưa vào để phục vụ trong các cái xưởng chế biến. Đấy bây giờ là thực tế là cái giá là nó đội lên, nó lên là 160.000 trên tạ, đấy cao hơn trước. Đấy, và đến thời điểm này kể cả là các nguyên liệu khác về cái cây gỗ vượt giá cũng đội lên, do vậy là trong các cái nhà máy chế biến lâm sản ở trong cụm công nghiệp trên địa bàn huyện là không đủ cái nguyên vật liệu để hoạt động. Với cái diện tích rừng luồng hiện có ở huyện Bá Thước, cơ bản là đáp ứng đủ cái nhu cầu của các nhà máy trên địa bàn huyện. Tuy nhiên thì hiện nay thì các cái địa bàn huyện lân cận cũng có một số cái nhà máy chế biến từ các sản phẩm từ luồng, nên là dẫn đến cái việc là có cái sự cạnh tranh về thu mua, cho nên là ở một thời điểm nào đó trong năm thì các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn huyện vẫn có cái tình trạng là thiếu nguyên liệu cho sản xuất. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng các cơ sở chế biến lâm sản nói chung, chế biến tre luồng nói riêng lâm vào khó khăn do thiếu nguyên liệu. Để khắc phục tình trạng trên, trước hết, các doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với từng thời điểm trong năm, đồng thời cần ra soát, quy hoạch lại vùng nguyên liệu, chú trọng xây dựng, củng cố mối liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong việc tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Bộ Tài chính đang đề xuất kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, việc giảm thuế giá trị gia tăng dự kiến áp dụng với nhóm hàng hóa dịch vụ đang chịu thuế suất 10%. Một số nhóm hàng hóa dịch vụ loại trừ không được giảm VAT gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng, không kể khai thác than, sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc giảm VAT 2% trong 6 tháng đầu năm sau, theo Bộ Tài chính dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng, tức mỗi tháng thu ngân sách giảm khoảng 4.175 tỷ đồng, gồm giảm thu nội địa 2.700 tỷ đồng, giảm thu nhập khẩu khoảng 1.475 tỷ đồng. Sau 2 tuần tụt giảm mạnh, trong những ngày qua, giá gạo của các nguồn cung trên thế giới đã sôi động trở lại khi được điều chỉnh tăng từ 3 đến 15 đô la Mỹ một tấn. Sau khi Indonesia có nhu cầu nhập thêm 2 triệu tấn gạo, Malaysia nhập thêm 1,5 triệu tấn đã tác động tích cực lên thị trường gạo toàn cầu. Điều này khiến giá gạo được điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá gạo Việt Nam điều chỉnh tăng 5 đô la Mỹ một tấn với cả hai loại 5% và 25% tấm. Giá sau điều chỉnh lần lượt là 623 đô la Mỹ một tấn và 533 đô la Mỹ một tấn. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9 năm 2023, nước ta xuất khẩu trên 6,4 triệu tấn gạo, giá trị đạt hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo tăng 19,5% về lượng và tăng gần 36% về giá trị. Hiện giá gạo của nước ta vẫn tiếp tục giữ vững ngôi đầu thế giới, bỏ xa các đối thủ là Thái Lan và Pakistan. Philippines vẫn là khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2023, xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt trên 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch đạt gần 500 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh trên 55%. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 9 năm 2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô đạt trên 25.300 xe, tăng 13% so với tháng 8 năm 2023. Theo các chuyên gia, diễn biến thị trường khi áp dụng chính sách lần này có nhiều khác biệt so với hai lần trước đó. Thực tế, việc áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ sẽ cần một khoảng thời gian đủ dài để tác động tới thị trường, có thể sẽ phải mất 6 tháng thay vì 3 tháng như hai lần trước đó. Hiện tại, để kích cầu tiêu dùng, nhiều hãng xe hơi vẫn tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi sâu cho khách hàng, không chỉ giảm lệ phí trước bạ của chính phủ mà còn ưu đãi cả chi phí đăng ký, các gói quà tặng lên đến vài trăm triệu đồng. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế xã hội, là nguồn lực, là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Theo Nghị quyết 27/2018, một trong những điểm chính khi cải cách tiền lương là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, thay vào đó xây dựng chế độ tiền lương mới với cơ cấu như sau. Lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, bổ sung thêm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Dự kiến thời gian thực hiện cải cách tiền lương là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cũng tại thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, thì tiền lương thấp nhất công chức viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Giai đoạn sau năm 2024, chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh các mức lương trong các bảng lương tăng thêm để bù trượt giá và góp phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi đạt mục tiêu của Nghị quyết 27 năm 2018. Đó là tiền lương thấp nhất của cán bộ công chức viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp. Như vậy, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Nhằm giám sát và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định số 3370 ngày 16 tháng 10 năm 2023 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện DDCI năm 2023. Theo kế hoạch, đối tượng thực hiện khảo sát đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2023 gồm 52 đơn vị của tỉnh Thanh Hóa, trong đó có 25 sở ban ngành cấp tỉnh và 27 ủy ban dân cấp huyện.
Phạm vi thực hiện khảo sát là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 4.000 mẫu khảo sát sẽ được gửi đến các doanh nghiệp, kết hợp với hình thức khảo sát trực tuyến và trực tiếp, phấn đấu đạt khoảng 30% số phiếu khảo sát gửi đi được phản hồi. Nội dung khảo sát điều tra lấy ý kiến sẽ tập trung đánh giá các chỉ số thành phần có tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư gồm 1. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, 2. Tính năng động và vai trò của người đứng đầu, 3. Chi phí thời gian, 4. Chi phí không chính thức, 5. Cạnh tranh bình đẳng, 6. Hỗ trợ doanh nghiệp, 7. Thiết chế pháp lý, 8. Tiếp cận đất đai. Trong đó, các chỉ số từ 1 đến 7 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với các nhóm cơ sở ban ngành cấp tỉnh. Các chỉ số từ 1 đến 8 được dùng để chấm điểm xếp hạng đối với nhóm ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời gian thực hiện khảo sát DDCI từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. VCCI Thanh Hóa sẽ chủ trì xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền vận động và hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia đánh giá, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp khi điền phiếu khảo sát. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, hội doanh nhân trẻ, hiệp hội doanh nhân nữ, liên minh hợp tác xã tỉnh, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp phối hợp với VCCI Thanh Hóa trong việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ chỉ số DDCI tỉnh Thanh Hóa. Các sở ban ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ cung cấp danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có tương tác và thực hiện các thủ tục hành chính trong năm 2023 tại đơn vị cho VCCI Thanh Hóa để thực hiện việc khảo sát. Trường Trung cấp nghề Nga Sơn thuộc huyện Nga Sơn là trường duy nhất tại tỉnh Thanh Hóa và là một trong 8 trường trong cả nước được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt năm 2019 là cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên biệt đào tạo một số nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển. Đây là cơ sở để những năm qua, nhà trường đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế của địa phương nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Nếu như trước đây, mang ngành kỹ thuật chế biến món ăn của trường Trung cấp nghề Nga Sơn có rất ít học sinh đăng ký, thì năm học 2023-2024, nhà trường đã tuyển được gần 200 học sinh. Có được điều này là do từ năm 2019 đến nay, từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về dự án đổi mới giáo dục nghề nghiệp và nguồn ngân sách địa phương, nhà trường đã đầu tư gần 9 tỷ đồng tu sửa nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị để giáo viên học sinh được dạy và học trong điều kiện tốt nhất, có kỹ năng nghề, giỏi về kiến thức và chuyên sâu về thực hành. Hiện tại ở trường thì đã cung cấp cho bọn em là được thực hành và được trải nghiệm các món ăn, và các thầy các cô cũng rất nhiệt tình để và giảng dạy cho bọn em biết thêm về nhiều món ở ba miền và các nước. Nhằm nâng cao cái chất lượng đào tạo thì bản thân tôi cũng đã hướng dẫn các bạn ấy ở mỗi một module thực hành thì tôi đều đưa ra một cái phương pháp là hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc cho các bạn ấy, hướng dẫn từng các kỹ năng mềm, từ cái kỹ năng phục vụ khách như thế nào, rồi là kỹ năng giới thiệu với khách về cái nghệ thuật ẩm thực ra sao. Trường Trung cấp nghề Nga Sơn hiện đang đào tạo 20 lớp nghề, trong đó có 7 ngành nghề trọng điểm với tổng số hơn 900 học sinh. Các học sinh được học nghề, thực hành tại trường và được đưa đi thực tập tại các doanh nghiệp, tham gia hoạt động kinh tế biển, gắn bó với biển. Hàng năm, học sinh tốt nghiệp ra trường có việc làm trên 95%. Xác định được cái mục tiêu khi trường Trung cấp nghề Nga Sơn và nhiệm vụ là thành trường chuyên biệt đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho kinh tế biển, thì trường chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các nghề trọng điểm của nhà trường, tuyển sinh các học sinh và phát triển thêm một số ngành nghề liên quan đến sự phát triển của huyện Nga Sơn như du lịch và kinh tế biển. Những năm qua, nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam đã xác định kinh tế biển hay những ngành kinh tế liên quan đến biển là động lực chính của sự tăng trưởng mới, tạo việc làm và gắn kết xã hội. Mặc dù tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế biển, trong đó có các chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nhưng đến nay, nguồn nhân lực trong lĩnh vực này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Ngay tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên biệt đào tạo một số nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển như trường nghề Nga Sơn, hiện vẫn còn chưa có các chương trình đào tạo chuyên ngành về biển. Giáo viên hiện tại của nhà trường định biên của nghề chỉ được có 7 giáo viên, nên nhà trường đang phải hợp đồng một lượng giáo viên tương đối lớn để phục vụ cho đảm bảo được đứng lớp cho trên 900 học sinh đang học nghề tại trường. Bên cạnh đó là khó khăn về cơ sở vật chất, nhà trường đang tiếp quản lại cái trường trung học phổ thông Trần Phú cũ, cơ sở vật chất cũng xuống cấp rất nhiều. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển,
tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, giai đoạn 2023-2025 sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với số tiền trên 41 tỷ đồng cho trường trung cấp nghề Nga Sơn. Đây là cơ sở để nhà trường mở rộng các ngành nghề và quy mô đào tạo, đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế biển trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đã và đang thu hút nhiều người dân tham gia, trong đó có nhiều bạn trẻ. Chính những việc làm ấy đã tạo môi trường giúp các bạn trẻ xây dựng lối sống và suy nghĩ tích cực, và việc chụp ảnh tại Bệnh viện Nhi là hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa. Đây là một buổi chụp ảnh đặc biệt của nhóm nhiếp ảnh trẻ đến từ Cake Studio. Bối cảnh chính là các khoa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và những vị khách là những em bé đang được điều trị tại đây. Việc làm này được các bạn thực hiện một tháng một lần, hoàn toàn miễn phí và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các y bác sĩ và bố mẹ của các bệnh nhi, tiếp thêm động lực để các con nhanh khỏe hơn và mạnh mẽ trong hành trình phía trước. Kiểu vợ chồng em cũng khó khăn đấy, mãi với con bé thì bây giờ bạn ấy bị thì đầy tháng, vừa tròn đầy tháng bắt đầu em xuống đây, thì bây giờ thì bạn ấy được 5 tháng rồi, thì nói chung là cũng mong 2-3 tháng lại bạn ấy được về. Thì bây giờ lưu được cái khoảnh khắc của con đưa ra cũng chưa kịp chụp đầy tháng, chưa kịp chụp gì cả, nên là em cũng cảm thấy vui. Bên mình là một bên thực hiện hình ảnh, một bên chụp ảnh, thì mình nghĩ đơn giản thôi, đó là mình sẽ dùng chính cái tốt nhất của mình để mình gửi tặng đến các bé, lưu lại những cái khoảnh khắc của các bé ở đây. Dù sau này các bé có lớn lên, các bé nhìn lại thì các bé sẽ thấy được là ngày trước mình đã từng trải qua cái giai đoạn khó khăn. Không chỉ chụp ảnh miễn phí cho các bệnh nhân nhi, các bạn trẻ ở Cake Studio còn sẵn sàng đến tận nơi chụp những bức ảnh miễn phí cho các cô cậu học trò nghèo, giúp các em lưu giữ những kỷ niệm đẹp, có được niềm vui trọn vẹn trước khi bước vào cánh cửa tiếp theo của cuộc đời. Toàn bộ kinh phí dành cho các hoạt động thiện nguyện được trích từ lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng. Vì thế, để duy trì các hoạt động thiện nguyện, thì các bạn trẻ ở Cake Studio đã phát huy đam mê sở trường của mình, đó là quay phim chụp ảnh cho nhóm khách hàng là các bạn học sinh sinh viên. Vừa giúp các khách hàng lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của thời thanh xuân, vừa có thêm kinh phí để tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Mình cũng đang sử dụng cái niềm đam mê của mình để không chỉ là ở một mình cái mảng khách hàng là học sinh, sinh viên nữa, mà mình còn muốn là lưu lại rất là nhiều những cái hình ảnh, khoảnh khắc ở cái mảnh đất xứ Thanh của mình để cho mọi người cùng nhau biết đến và cùng nhau cảm nhận được cái điều đấy. Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng là những trải nghiệm đáng quý của những bạn trẻ này, tạo nên lối sống có trách nhiệm, từ đó giúp các bạn trẻ hiểu rằng không phải cứ trao đi những giá trị vật chất to lớn mới là thiện nguyện. Đôi khi những việc làm dù rất nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ tạo động lực giúp người yếu thế vượt lên hoàn cảnh. Đợt mưa lũ vào cuối tháng 9 vừa qua đã làm hơn 5 km kênh dẫn và nhiều hạng mục ở các cống tiêu thủy thuộc hệ thống thủy nông sông Chu bị sạt vỡ nghiêm trọng. Hiện tại các điểm sạt vỡ này vẫn đang tiếp tục lan rộng do mái kênh đã bị phá vỡ hoàn toàn. Cống tiêu thủy Thọ Xuân có nhiệm vụ tiêu úng bảo vệ cho 10.600 hectare cây trồng ở 5 xã thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Tuy nhiên, do xây dựng từ lâu nên hệ thống kênh dẫn, nhà trạm và máy bơm bị rò rỉ, hư hỏng khá nhiều. Cùng với thời gian xây dựng đã lâu và ảnh hưởng của đợt mưa từ 300 đến 450mm vừa qua đã làm cho gần 400 mét kênh và các hạng mục phụ trợ của cống tiêu thủy bị bung vỡ, sạt lở. Thời gian vừa qua thì cái lượng mưa cục bộ cũng một số thời điểm rất là lớn, thì nó gây ra sạt lở nghiêm trọng ở một số công trình. Thì chúng tôi trên địa bàn, chúng tôi phụ trách một số công trình ấy, thì có cái lượng sạt lở cũng như là nguy hại rất lớn, có thể gây nguy hiểm cho công trình. Thì bước đầu thì chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp để xử lý giờ đầu rồi, nhưng mà tuy nhiên thì về lâu dài thì chúng tôi vẫn cần phải có một cái nguồn lượng kinh phí để đầu tư và sửa chữa những cái gốc đấy để kịp thời phục vụ sản xuất. Không chỉ có cống tiêu thủy Thọ Xuân mà có tới 6 công trình phục vụ sản xuất khác ở Đông Sơn, Nghi Sơn, Quảng Xương thuộc hệ thống thủy nông sông Chu bị sạt vỡ, hư hỏng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Thời gian xây dựng đã quá lâu, lại thiếu vốn tu bổ, nâng cấp nên khả năng vận hành tiêu úng của các công trình bị hạn chế rất nhiều.
Nhiều nơi xuất hiện các công trình xây dựng, cơ nới trái phép, lấn chiếm cũng là nguyên nhân dễ làm các đoạn kênh bị vỡ ngay khi có lượng mưa tăng đột biến. Theo ước tính của chúng tôi thì tổng số các công trình bị thiệt hại hơn 100 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu tập trung vào một số các cái công trình trọng điểm đầu mối lớn. Hiện nay chúng tôi đang rất khó khăn về nguồn kinh phí, không đủ để chi phí cho cái việc sửa chữa này. Trong thời gian tới, công ty chúng tôi rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ cái tiền để cho chúng tôi có kinh phí sửa chữa khắc phục ngay các sự cố, các công trình nêu trên để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước, phục vụ cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt. Hiện đang là mùa mưa bão và cứ đến những tháng cao điểm là các cán bộ thủy nông lại phải gồng mình tháo lắp máy bơm dã chiến để tiếp sức cho hệ thống bơm chính. Để hiện đại hóa nền nông nghiệp thì việc nâng cấp các công trình thủy lợi cần phải đi trước một bước. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, khi nguồn vốn còn nhiều khó khăn thì chỉ có chờ vào nỗ lực của phía các đơn vị thủy nông và chính quyền địa phương cho việc nạo vét bể xả, trục vớt rác, duy tu một số hạng mục công trình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng người tham gia giao thông vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại di động diễn ra rất phổ biến. Đây là thói quen hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Trên các tuyến đường, không khó để bắt gặp những hình ảnh vừa điều khiển phương tiện tham gia giao thông vừa dùng tay bấm nghe điện thoại như thế này. Hầu như ai cũng có thể nhận thức được về sự nguy hiểm của hành vi nghe điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, vì sẽ làm giảm sự chú ý của người điều khiển phương tiện, hạn chế khả năng quan sát, khả năng điều khiển phương tiện và đặc biệt là khả năng xử lý tình huống bất ngờ khi xảy ra, nên rất dễ xảy ra tai nạn. Thế nhưng, do thói quen, nhiều người vẫn thực hiện hành vi này, bất chấp đe dọa đến sự an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông trên đường. Tôi thấy người ta đi đường hay bấm điện thoại rất nguy hiểm, nên là tình trạng đó là nguy hiểm lắm, sợ đâm vào người khác. Nghị định 123/2021 của Chính phủ quy định, người lái xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô sử dụng điện thoại di động khi điều khiển xe đang chạy trên đường sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với Nghị định 100/2019. Đối với người điều khiển xe gắn máy, xe mô tô, xe máy điện sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Mức xử phạt trên là tương đối cao và nghiêm khắc. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử phạt đối với hành vi sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe lưu thông trên đường vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa xử phạt được nhiều. Do vậy, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến. Tình trạng mà vừa đi vừa nghe điện thoại thì nói thật là cái đó là xảy ra hơi bị nhiều, kể cả là những người cầm vô lăng ô tô cũng thế thôi. Theo tôi thì cũng nên là phải có những cái biện pháp nó cứng rắn hơn, để cho những người đấy là nhận thức được tốt và nó không gây ảnh hưởng đến cái vấn đề giao thông. Theo các chuyên gia an toàn giao thông, người tham gia giao thông khi có nhu cầu nghe hoặc gọi điện thoại di động cần dừng hẳn xe vào vị trí an toàn và chỉ lưu thông trở lại khi đã kết thúc cuộc gọi. Để tạo nên thói quen này, bên cạnh ý thức tự giác của mỗi người dân, các lực lượng chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử phạt nghiêm hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.